Để mà cài cái nút bấm cho tay cầm nhá, thì anh em có thể là ấn cái nút Start trên tay cầm này, nó sẽ vào cái chỗ bộ điều khiển và cài đặt Bluetooth nhé. Nhưng mà nếu mà trong cái trạng thái mà tay cầm nó chưa nhận cái nút Start á, thì anh em có thể ấn tất cả các nút khác nhé, để làm sao mà nó hiện được lên cái menu chính như thế này để mình vào cài đặt, hoặc là mình dùng bàn phím nhé, bàn phím để mình di chuyển nhé, hoặc là một cái nút nào đấy trên bàn phím thì anh em tự dò, miễn là nó ra được cái menu chính này là được. Sau đấy anh em vào cái bộ điều khiển và cài đặt Bluetooth này, Enter này, rồi bản đồ phím nhá, đấy cái đầu tiên đấy, anh em ấn vào, OK. Sau đấy mình sẽ ấn giữ một cái nút bất kỳ trên tay cầm nhá, để nó nhận là đang cài cái tay cầm mới này, đấy. Xong mình sẽ nhìn vào cái hình chấm chấm ở ở trên màn hình này, chấm xuống này, chấm xuống hình tròn có nghĩa là bên đây nhá, chấm xuống là bên tay phải này, xuống phải lên trái Start Select đây, bây giờ Depart là cái nút lên này nhá, lên dưới trái phải, vai trái là cái này nhá, là cái L1 này này, L1 R1 Analog trái trên là cái cần gạt tròn này nhấc lên nhá, Analog trái trái này đấy, nhìn theo hình này. Tương tự bên phải như thế. Rồi, L này, nút L là nút L2 là nút ngoài cùng này. L2 R2 này. Ấn stick trái nhá. Stick trái tức là mình phải dùng cái ngón tay cái mình ấn vào chính giữa nhá. Chính giữa cái analog này, đấy. Chính giữa analog phải này. Đấy, phím nóng là hotkey ấy thì anh em ấn cho mình là nút select nhá. Rồi, OK, mình nhấn A. OK, ấn B quay trở lại. Đấy là mình đã cài đặt xong cái tay cầm theo ý thích rồi nhé.